Thiên nhiên luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, khiến con người phải đi tìm lời giải đáp. Bảo sao những hiện tượng ảo tung chảo của thiên nhiên như cực quang, sét trong núi lửa hay những sa mạc đầy hoa luôn có sức hút khó cưỡng với nhiều người. Mới đây, một đoạn video quay lại hình ảnh xoáy nước xuất hiện ở hồ Perisa, California, Mỹ khiến không ít người liên tưởng đến hố địa ngục dẫn đến lỗ đen vũ trụ. Nhiều người dân sống ở xung quanh khu vực này đã vô cùng kinh ngạc khi thấy nước trong hồ bỗng nhiên đổ dồn về một cái hố khổng lồ như thế. Tuy nhiên trên thực tế, đây không phải là một lối đi dẫn vào thế giới khác như nhiều người suy đoán. Và tất nhiên, đây cũng không phải hiện tượng được hình thành tự nhiên. Đây thực chất là một miệng cống khổng lồ hay còn được gọi đập tràn nhằm kiểm soát lượng nước dư thừa trong hồ. Nó hoạt động giống như lỗ thoát nước bên trong bồn rửa mặt nhằm tránh nước tràn ra sàn nếu người sử dụng quên không tắt vòi. Chiếc hố này có tên gọi là Glory Hole. Ước tính hồ Perisa có thể chứa đến 1.970 khối nước. Chỉ khi hồ vượt quá lượng nước này, hố Glory mới xuất hiện. Do đó không phải ai cũng biết về sự tồn tại của nó. Khi trời mưa lớn và mức nước tăng quá 134m so với mực nước biển ở hồ Perisa, nước sẽ tràn qua miệng chuông, chảy ra sông Buta Creek. Hồ nước sâu khiến ai cũng kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến dòng xoáy của nó. Khi mực nước trong hồ thấp, hố Glory hoàn toàn vô hại vì ai cũng có thể nhìn thấy hình dạng cụ thể của nó. Tuy nhiên, khi nước dâng cao và xả tràn vào miệng hố thì tạo thành dòng nước xoáy khổng lồ khá nguy hiểm, cảm tưởng như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ về đó. Bằng chứng là vào năm 1997, hố Glory đã nuốt một người đàn ông có tên là Emily Swalek khi ông đang bơi gần đó. Những người chứng kiến cảnh tượng ấy đã kể lại rằng khi người đàn ông kia đang bơi trong hồ và vô tình bị cuốn vào rồi nhấn chìm chỉ 20 phút sau đó. Từ vụ việc trên, tất cả người dân và du khách đều bị cấm bơi đến gần khu vực hố thoát nước này. Tuy nhiên, chỉ cần bạn không đến gần khu vực nước sâu này thì mọi chỗ còn lại trên mặt hồ đều có thể check-in và bơi lội thoải mái.